Bá Thành xin được hân hạnh để chào đón tất cả quý vị trở lại với chương trình Công Thành Show ngày hôm nay. Mấy cái ghế này quá vắng. Không muốn. Henry Trúc ngồi tuốt đằng kia. Mấy anh chị em đi xuống ăn hết rồi. Tất cả mọi người xuống hết rồi. Thì kính thưa quý vị, tại vì bữa nay là một bữa ăn rất là ngon của Chef Khanh Bùi và các tất cả các quý vị có mặt ngày hôm nay tại đài VHN rất là thích thú và có một buổi tiệc thật là đặc biệt cho chương trình anniversary của Công Thành Show ngày hôm nay. Và đây nè, cho mời Khanh Bùi đi lên cái đi, em bước lên đây một cái. Xin quý vị chạm pháo tay. Em đứng em chào, gái em chào, gái nè. Rồi bây giờ em xuống em sửa soạn nữa đi. Bây giờ nói vài câu đi. Hồi nãy là mình có bao nhiêu miếng thịt vậy? Tên là Ngô, chứ không phải là Bùi. Thì không kệ. Em của anh mới là Em của anh là Bùi, mà em là vợ nó là thành ra Bùi. Không cần. Bây giờ này nè, từ nãy giờ anh muốn hỏi em nè, là em có ở dưới đó từ nãy giờ là em làm bao nhiêu cái miếng steak mà nó bự, nó dày như vậy, bao nhiêu miếng ấy thầy? Dạ, có 20 miếng thôi. Ui dồi ôi, 20 miếng. Mà bây giờ anh nói em á, từ nãy giờ anh chưa được ăn một miếng, một tí nào hết á. Vâng, để cuối có tuần. Có còn không? Cuối tuần về nhà rồi em nấu. Oh no. Tiêu luôn rồi hả? Hết luôn rồi hả? Hết luôn. Oh no. Mỡ cũng hết luôn rồi. Oh. Xin thưa quý vị, đây là Chef Cordon Bleu Khanh Ngô. Xin quý vị một tràng pháo tay. Và kính thưa quý vị, sau đây như hồi nãy Thành nói là những nhạc phẩm mà thật là vui để đem đến cho tất cả quý vị ngày hôm nay, mà không có ai mà có thể mà làm cho không khí nó nhộn nhịp mà nó vui hơn là Linda Trang Đài và Tommy Ngô. Thank you. Hôn cái Tommy. Thank you for being here today. Okay. Linda xin hân hạnh kính chào tất cả quý vị, anh Thành. Và xin chúc anh Thành sẽ được trăm năm hạnh phúc. Như đám cưới. Như đám cưới. Xin chúc anh Thành sẽ được nhiều năm anniversary sắp đến. Nếu mà em mà có mặt thì anh sẽ có rất là nhiều năm. Ok. Bây giờ trước hết anh xin mời em và Tommy ngồi đây đã, mình nói chuyện chút xíu. Linda có biết từ nãy giờ anh nói đây nè, có nè, Phi Khanh nè, Thảo Sương, Công Thành, ngoài đi hát còn có tiệm ăn. Bây giờ anh đã nói là có Linda Trang Đài, ngoài đi hát cũng có một tiệm. Bây giờ anh muốn em giới thiệu, quảng cáo tiệm của em. Chắc ai cũng biết rồi anh. Bây giờ thì em yes. Anh thì biết, anh thì quá biết rồi. Linda Sandwich. Linda Sandwich. Yeah. Nhưng mà này, kính thưa quý vị, cách đây chừng 2 tuần trước khi mà Linda đi lưu diễn, Thành có đến Linda Sandwich. Thì Linda có bảo hôm nay là anh Thành đến, em có món đặc biệt lắm. Linda Sandwich mà kính thưa quý vị nấu bún bò Huế. Mà bún bò Huế rất là ngon, rất là đặc biệt, anh phải nói. Cảm ơn anh. Không phải là em là em của anh mà anh nói đâu. Kính thưa quý vị, bún bò Huế rất là ngon, quý vị phải thử với tại Linda Sandwich. Anh biết tại sao Linda Sandwich cũng được một năm rồi. Thì bây giờ sau một năm rồi thì bây giờ em mới làm bún bò Huế. Tại vì cũng theo lời yêu cầu của nhiều người đã nghe em nói trên các ban nhạc giống như Paris by Night. Nhưng mà cho anh nên nghĩ là chắc là cái bún bò Huế đó là của mẹ em chứ là của em. Của mẹ em thì cũng như của em thôi. Đúng rồi, nhưng mà từ bà ngoại xuống phải không? Đúng rồi. Anh còn nhớ hồi xưa là bà ngoại nấu quá trời ngon luôn. Dạ. Bây giờ đó, Tommy có một vài lời hello đến tất cả quý vị khán thính giả của đài VHN, please. Thông xin chào tất cả quý vị của VHN. And Thôi muốn chúc anh Công Thành happy anniversary. Congratulations. Thank you. Thank you very much.
Và kính thưa quý vị, để khỏi mất thì giờ của quý vị và cái sàn nhảy nó quá trời lạnh, Thành xin tất cả quý vị với những cái bài nóng bỏng của Tommy Ngô và Linda Trang Đài, và một lát nữa có Henry Trúc phụ họa vào nữa, thì xin kính mời quý vị, Thành xin được hân hạnh để giới thiệu Tommy và Linda, please. Mời em ra sân khấu. À, phải hát anh Trúc mới được nói. Hôm nay mình hát bài gì ha? Giật đi. Giật hả? Thì lúc nào cũng giật rồi. Chắc sau đây Linda giả bộ hỏi vậy thôi, chứ Tommy lúc nào cũng để cho Linda quyết định hết quý vị. Dạ phải. Hôm nay Linda và Tommy xin gửi đến với quý vị một nhạc phẩm đã được sáng tác riêng cho Linda và Tommy của nhạc sĩ Trương Vĩnh Thái. Đó là nhạc phẩm Thiên Thần Tình Yêu, quý vị mới được xem trong cuốn DVD mới phát hành Miss Vietnam International. Và sau đây xin mời quý vị cùng thưởng thức. Xin cảm ơn quý vị. Thank you. Những tên hát xe
Yeah, thank you. Tình yêu đến. Kính thưa quý vị, đó là một bài rất là typical là Linda Trang Đài và Tommy Ngô. Nhưng mà kính thưa quý vị, vài năm trước, thế nào quý vị cũng vẫn còn nhớ là có những cái CD ra mà có những cái bài New Wave. New Wave là rất là những cái bài đặc biệt mà thành thấy cái sàn nhảy tại sao mà nó lạnh quá trời lạnh như vậy. Lin phải làm cái gì đi, cái sàn nhảy nó lạnh lắm rồi. Lin phải ra mời ai nhảy cho nó vui mới được. Tại vì cái New Wave là những cái nhạc phẩm mà nó rất là nhẹ nhàng mà nó giật chúc chúc nhưng mà nhẹ nhàng lắm. Nè anh Cường với anh Tùng nó sửa soạn nhá. Cái Nguyễn Mạnh Tùng nè, anh mời ai đi? Lin ơi, Lin mời Nguyễn Mạnh Tùng ra nhá. Kính thưa quý vị, thành xin được hân hạnh để giới thiệu đến quý vị. Hả? Nhưng mà mời tất cả, nhưng mà Lin phải mời Nguyễn Mạnh Tùng trước. Cho chết. Kính thưa quý vị, một bài New Wave, một liên khúc New Wave để đem quý vị trở về những thập niên 80. Thành xin được hân hạnh một lần nữa. Henry Chúc, Linda Trang Đài, Tommy Ngô. You really need
Xin cảm ơn tất cả quý vị đã yêu vũ ở dưới kia ngày hôm nay. Xin mời Linda, em xin mời em để anh đọc một vài quý vị gửi vào ngày hôm nay. Công Thành Show hôm nay quá hay, cái này anh Vũ Nguyễn ở Georgia, ca sĩ ai cũng đẹp. Nè nè, ở đây nó có cái luật lệ lạ lắm, khi mà nói ai cũng đẹp là mình phải đứng lên hết, ai cũng đẹp là đứng lên đẹp. Đẹp, cái chào Tommy, come on man. Yes, hi. Chúc Công Thành Công Thành Show, chúc Công Thành Show có nhiều ca sĩ hay, chương trình phát triển. Cảm ơn ông Bruce Trần của đài VHN, có nhiều chương trình hay. Anh Lợi Nguyễn ở Florida, xin hỏi Hồ Lệ Thu trước ở Việt Nam có phải là ở Long Khánh không? Phải không? Thu, một lát nữa Hồ Lệ Thu sẽ lên đây để trả lời với quý vị. Cô hát hay quá, phải không? Cô Hạnh ở Georgia, xin hỏi anh Henry Trúc, lâu nay sao không thấy chị Dalina lên chúc đài VHN ngày càng thăng tiến, Henry. Và cái cô với Dalina cũng có cái việc khác, Dalina đang làm, thành ra bây giờ bớt hát một tí rồi. Bớt phải không? Dạ, bớt hát. Đang có công việc, thành ra rất là bận rộn. Dạ. Cô Hạnh, đó là chị Linh, Texas. Hôm nay chương trình rất hay, cảm ơn đài VHN có chương trình hay. Nhờ Linda Trang Đài và Tommy Ngô hát bài Hello.
Ôi ơi, không giật gì mấy. Trong mặt nó không giật gì mấy. Đấy nhá. Và mong đài luôn giữ chương trình Công Thành Show để đem lại nụ cười cho khán giả. Chúc anh Công Thành luôn thành công. Dạ, cảm ơn chị Linh ở Texas. Chị Linda Nguyễn ở Massachusetts chúc show Công Thành một năm được thành công. Chú Thanh ở Texas, Henry chúc hát bài The House of the Rising Sun được không? Cảm ơn Henry. Câu. There is a house, xong rồi đủ ra. In New Orleans, they call the rising sun. And it's been a ruin of many a poor boy. And God, I know. Mississippi yêu cầu nữ phi, ca sĩ Phi Khanh hát thêm một bài nữa. Phi Khanh. Come on Phi Khanh, up here please. Để Phi Khanh lên để giới thiệu cho anh mượn cái micro coi đây này, cái này được rồi. Và kính thưa quý vị, đáng lẽ là tất cả mọi người ngồi lên đây hết, nhưng mà cái sau cái break tới là Thành xin được mời tất cả các ca sĩ trở lại. Nhỡ quý vị có yêu cầu cái gì là làm câu liền lập tức. Phi Khanh. À, anh Thành ơi, trước khi Phi Khanh hát á, thì hồi nãy em đã chúc mừng anh rồi. Thì bây giờ em xin chúc mừng cho VHN đã có một cái chương trình rất là hay, đó là Công Thành Show. Và xin chúc cho và mong là VHN sẽ có Công Thành Show mỗi ngày. Yeah! Mỗi ngày anh chịu nổi không? Không nổi. Không chịu nổi. chịu không nổi. Happy anniversary. Happy anniversary. Happy anniversary to you. Happy anniversary to you. Happy anniversary to you. Happy anniversary. Happy anniversary. Happy anniversary to you. Xin được cảm ơn đài VHN, ban giám đốc của đài VHN đã có một cái, không những là có một buổi tiệc rất là trịnh trọng như vậy cho Công Thành Show mà lại còn thêm một cái bánh nữa, quá mừng. Tức là kính thưa quý vị, Linh phải đem cái này xuống để cắt cho quý vị ăn chứ, để đây là ai ăn. Và kính thưa quý vị, để trở lại với chương trình, Thành xin Linh nè, đem cái bánh xuống. Đi xuống thì đem bánh xuống luôn. Kính thưa quý vị, thể tư lưu yêu cầu của chị Thảo, nữ ca sĩ Phi Khanh. Vâng, xin cảm ơn quý vị. Thưa quý vị, thường thường thì mỗi lần hát ở trong đĩa nhạc hoặc là thâu trong video thì Phi Khanh chuyên môn hát nhạc tình và nhạc Việt Nam. Nhưng mà hôm nay Phi Khanh muốn dành một đặc biệt và hát gửi tặng quý vị một nhạc phẩm mà Phi Khanh rất thích, một nhạc phẩm ngoại quốc rất quen thuộc với quý vị. Mời quý vị thưởng thức Crazy. I guess that I'm crazy.
Phi Khanh đứng lại đây một tí. Eric ở Washington, cháu rất thích show Công Thành, thích lắm. Mỗi lần coi với mẹ là cười hoài ha. Thank you Eric. Út ở Tennessee, gia đình cháu rất thích show Công Thành. Happy one year anniversary. Mong 100 năm nữa luôn thành công. Lúc đó là anh Thành, lúc đó là anh Thành sẽ chống gậy. 100 năm nữa là khỏi chống gậy luôn. Đi xe lăn. Nằm thẳng cẳng. Ca sĩ ai cũng ca hay và đẹp. Nhờ chú Henry Trúc hát bài Cherry Cherry Baby được không? Cherry Cherry Lady. Cherry Cherry Lady. Come on Henry, just come out. Hát một tí rồi. Một chút nha. Chị Hằng ở Mississippi, tôi rất thích coi show Công Thành mỗi tuần thứ tư và hôm nay Công Thành có thể nhờ ca sĩ hát Yêu Em Dài Lâu. Một câu được không? Cao hả? Cao không? Xuống thấp chút. Lên. Một câu thôi, một câu. Cho chị Hằng. Em muốn yêu anh dài lâu. Gặp em bà con hát quá chán luôn. Từ người nào em bà con hát em muốn giờ lâu khó chán lắm. Này, cái này tặng cho ông xã của em là tên Nhân. Tặng anh Nhân, nhân dịp anniversary. Đúng chúc rồi. Anh Nhân và chị Nhân vui vẻ. Chị Phượng ở Texas, gia đình 6 người và hai con chó đang ngồi coi. Bây giờ em chào chị Phượng đi. Chào chị Phượng và hai con. Anh chào hai con chó này. Woo woo woo. Okay. Chương trình ai cũng đẹp trai đẹp gái hết. Đứng lên, đứng lên. Đẹp trai đẹp gái. Chào, đứng. Henry, come on man. Rồi, thank you. Nhờ Tô Mingo và Linda Trang Đài hát There's Only You in My Heart. Thuộc không? Kính thưa quý vị. Cho bác hay là cho cô Khanh? Cho bác à? Cho bác. Bác cho lại em à? Đó. There's only you in my life. Anh thuộc hay quá Thành. Đó, nguyên câu đó thôi được rồi, đủ phải không? There's only you in my life. Ok. Đó là tặng cho chị Phượng ở Texas. Và kính thưa quý vị, một lần nữa xin kính mời quý vị đừng rời máy. Ôi ơi, quá dài. Chờ sẽ trở lại với tất cả quý vị.